Xin chào bà con. Hôm nay tôi đang có mặt tại trạm biến áp 500 kV nha, ở tuyến Tao Đàng, nhiệt điện Phú Mỹ, và đây là cái đường điện 500 kV chạy ngang qua cái dự án khu đô thị Metro ZS City. Hiện tại thì cái công việc đi âm đường điện cũng như là hạ cái cáp âm này xuống và sẽ đi tránh nhau cái tuyến tránh của cái dự án GS Metro City này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, để chủ đầu tư tiến hành xây dựng nốt những cái nhà mà bàn giao cho khách hàng vào cuối quý 4 của năm 2024 nha. Cái đường dây điện này thì đúng là phải mất hơn 10 năm, chủ đầu tư và nhà nước cũng như là công ty truyền tải điện lực 4 thi công ngày đêm di rời hai cái đường điện 200 kV, một cái đường điện là đi 110 kV và đây là đường điện 500 kV này, tuyến Bắc Nam chuẩn bị được đi di rời ra khỏi dự án để bàn giao cái mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đô thị GS Metro City để họ tiến hành xây dựng những cái căn nhà cuối cùng bàn giao cho khách hàng nha. Đây là cái tuyến trạm biến áp 500 kV, nó nằm ở tại khu vực phía nam của thành phố Tao Đàng, nhiệt điện Phú Mỹ. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đi vòng vào trong cái khu dự án Metro ZS City để xem cái tiến độ thi công cũng như là cái đường điện đã được chủ đầu tư và nhà thầu thi công đường điện đã di dời đến đâu rồi nha. Xin mời bà con. Và đây là cái điểm đầu của cái tuyến đường điện tuyến tránh 500 kV này. Đó, đang được các nhà thầu cũng như công ty truyền lực đang được các nhà thầu và cái công ty truyền tải điện lực 4 nó trực thuộc của điện lực thành phố Hồ Chí Minh đang thi công gấp rút ngày đêm di rời trạm biến áp cũng như những cái cột điện ở tuyến 220 kV và tuyến 500 kV tuyến tránh ra khỏi dự án khu đô thị Metro ZS City. Đây là một cái tin cực kỳ vui đối với các nhà đầu tư bất động sản ở tại cái dự án đại đô thị này cũng như là những cái cư dân ở tại khu vực quanh cái tuyến khu đô thị Metro ZS City. Sau này cái tuyến đường điện được đi âm một phần và được di rời ra khỏi dự án thì nó góp phần vào tạo cái cảnh quan chung, làm cho cái cảnh quan khu vực này nó đẹp hơn và nó sẽ nâng cái giá trị của khu vực này lên rất là nhiều nha. Dự án này thì thực hiện từ những giai đoạn 2006 đến 2022, vừa đền bù giải phóng mặt bằng, vừa thi công ngầm hóa đường điện và đi tránh cái tuyến 500 kV ra khỏi dự án này. Ở đây là cái điểm tránh cái tuyến 500 kV về cái khu vực tổ hợp nhà máy nhiệt điện cũng như là điện gió tổ hợp điện khí Phú Mỹ nha, tại Vũng Tàu. Ở đây cái tuyến 500 kV. Sau này khi mà di dời ra rồi thì tất cả mặt bằng sạch sẽ được chủ đầu tư, được nhà nước bàn giao cho chủ đầu tư tiến hành xây dựng tiếp tục cái phân khu 2 của giai đoạn 1 đại đô thị Rai Gai Metro ZS City, một cái đại đô thị lớn bậc nhất là tại khu vực Nam Sài Gòn nha. Ở đây những cái bác công nhân cũng như là những cái đội ngũ các cán bộ của cái công ty truyền lực truyền tải điện 4 đang bắt đầu thi công ngầm hóa cái đường điện này. Đó, đang bắt đầu kéo cáp lên cũng như là di rời tháo những cái quả sứ rời ra khỏi dự án này. Cái tuyến đường điện này và cái tuyến 110 kV thì đã được tháo hết rồi. Và hiện tại thì chủ đầu tư và công ty truyền tải điện 4 đang tháo tiếp các cái giai đoạn tiếp theo này. Ở đây cái tuyến đường tránh này, đường điện 500 kV sẽ được di rời ra khỏi dự án này. Khi mà di rời ra rồi thì giá trị bất động sản ở khu vực này sẽ tăng lên rất là nhiều này. Đó. Dây cáp điện đang được đấu nối. Dự kiến là đến tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu tháo toàn bộ hệ thống điện, những cái cột điện, những cái trạm điện cũ ở trong đi qua ngang cái đại đô thị này. Và lúc đó thì cái tuyến điện mới sẽ được đưa vào vận hành và khai thác. Ở đây là cái con đường song song với cái tuyến đường điện 500 kV và cái đường điểm giáp danh giữa quỹ đất của dự án với khu vực khu dân cư bên ngoài nha. Tại cái giai đoạn 2 này thì toàn bộ hệ thống điện ở trong đây cũng đã tháo gần hết rồi, chỉ còn vài cái trụ điện nữa thôi. Đó là một cái tin cực kỳ vui đối với những nhà đầu tư cũng như là chủ đầu tư dự án đại đô thị Metro ZS City. Hiện tại trong dự án các nhà thầu đang thi công hạ tầng, làm vỉa hè, đó thi công chăm sóc cây xanh, ngầm hóa đường điện và bắt đầu ép cọc chuẩn bị xây dựng những cái khu vực ở giai đoạn thứ 2, thứ 3 cũng như là thi công những cái tuyến đê kè bờ bao tại trong dự án này nha. Những cái vườn cây xanh đang được ươm để chuẩn bị
trồng để tạo cảnh quan trong đại đô thị này. Trước mặt chúng ta kia là hai cái tuyến đường điện 220 và tuyến đường điện 500 kV. 6 đường dây thì đã tháo được khoảng độ 3 đường rồi nha. Đang tiếp tục tháo nhốt những cái đường dây điện mà hiện tại đã cắt hết điện rồi nha. Tất cả những đường điện này hiện tại thì không có điện ở trong này. Đúng là một cái nhà đầu tư phát triển bất động sản quốc tế mang thương hiệu toàn cầu, xây dựng một cái đại đô thị trồng cây xanh, làm vỉa hè, làm đường rất là đẹp này. Trồng toàn những cái cây mới chứ không phải là trồng những cái cây cổ thụ giống như những cái khu đô thị của chủ đầu tư Việt Nam nha. Làm rất là đẹp này. Mọi người quan sát không? Hai cái trụ điện kia đã được nhà nước cũng như là công ty truyền tải điện tháo hết dây điện ra rồi kìa. Đó, tổng cộng mà đi 6 đường dây điện đã được tháo hết rồi. Chỉ còn trơ lại những cái cột điện và những cái dây sưa, những cái quả sứ thôi. Đang bắt đầu tháo dỡ tiếp nha. Và từ nay đến cuối năm nay thì cái làn thứ hai của cái đường Phạm Vũ Lầu này sẽ được đưa vào khai thác nha. Tuyến đường Phạm Vũ Lầu lộ dưới 40m này đang được các nhà thầu gấp rút thi công, làm hạ tầng ngày đêm để kịp đưa vào vận hành và bàn giao vào đầu quý 1 năm 2024. Ở cái video đưa mọi người tham quan cái tiến độ thi công hạ tầng cũng như là cái tiến độ ngầm hóa cái đường điện hoặc là đi di rời ra khỏi cái đại đô thị Metro GS sẽ được kết thúc ở đây nha. Mọi người nhớ nha, like, subscribe, đăng ký kênh, bấm hình quả chuông để đăng ký ủng hộ anh em chúng tôi cũng như là nhận được những cái video sớm nhất trong những cái lần chúng tôi xuất bản những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.